Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần ạ. Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mọi việc chúng con. Hoàn thành điều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận 5 người anh em của chúng con từ Mỹ, từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có mặt ở đây để cùng chúng con sống những ngày tháng bệnh tật để mong được hết bệnh. Đối với chúng con là những người ở dưới thế rất là bé mà nhỏ, rất là hèn mọn. Trước khi chúng con giúp đỡ cho các bệnh nhân này uống thuốc để mau lành bệnh, thì niềm tin của chúng con là cầu xin Chúa. Các bệnh nhân ai tôn giáo nào thì họ thầm thỉ họ cầu xin Chúa theo tôn giáo của họ. Bản thân chúng con là những người công giáo thì chúng con cầu xin Chúa hãy chữa lành cho những anh em đang có mặt ở đây, chữa lành cho tất cả những bệnh nhân và chúc phúc lành cho tất cả những người hướng dẫn đến đây, những người thập đỏ, những người có công trận, những người mà được giới thiệu đến đây. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả những vị này và chữa lành cho tất cả những bệnh nhân này. Đó là chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, cứu chữa họ và chúc phúc cho họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và xuống thôi. Bây giờ cha có mấy chuyện sau đây cha nhắn nhủ các bệnh nhân và các mặt đỏ và những người hướng dẫn tới đây nhé. Rồi bây giờ mình nghe cha nói chuyện chút xíu rồi hãy viết thêm nha. Bây giờ cha nghĩ rằng chắc là tụi con lên mạng tụi con mới biết được cha chữa bệnh đúng không? Nhưng mà cha hỏi tụi con là sao tụi con tin rằng cha chữa bệnh? Ở trên mạng bây giờ thượng vàng hạ cám lắm con, đâu có ai nói thiệt cho mình đâu. Rủ con đến đây mà không phải cha chữa thiệt rồi làm sao? Tụi con dựa vào cái mạng mà tụi con tin sao? Dựa vào cái internet á mà tụi con dám tin sao? Có cơ sở nào để tụi con tin nữa không? Có. Cơ sở nào? Cơ sở là con thấy cha đã chữa những bệnh nhân mà từ 1 đến 3 tháng mà họ xuất viện. Rủi cha nói dốc rồi sao? Không có là nào, con phải có cơ sở. Trên đời này thiếu gì người làm, khó lừa con làm giấy giả còn được mà. Không. Chứ lại có niềm tin với ta. Niềm tin chỗ nào? Tại vì khi mình giống như khi mình rơi vào cái bệnh hiểm nghèo á. Ừ. Thì có nghĩa là mình còn là chạy chữa tứ phương. À, mình nghe phương nào có thầy hay thầy giỏi gì cho bệnh nhân. Tin đó không có cơ sở rồi vái tứ phương. Phải không, là giờ chết tới rồi giờ chỗ nào cũng được miễn tôi đưa mà, tới đó thôi. Tin có cơ sở tại mình cũng thấy cũng có và cũng may cho con là con tới đây có cha thật. Dạ. Đúng vậy không nè. Dạ, rồi là có một số bệnh nhân là quen với Xuân Dũng. Cũng may cho các bạn là biết được Xuân Dũng. Dạ. Xuân Dũng biết được cha mà các bạn là người tin Xuân Dũng chứ không phải là tin cha. Nhưng mà ở nơi cha có một cái điểm là chúng con phải tin là ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn về. Cái đó là cái niềm tin vững chắc nhất mà không thể chối cãi được. Phải không nè? Chứ còn nếu mà không có ông chủ tịch chữ thập đỏ dắt về là tụi con bác hết. Nhiều khi nó xạo không? Đúng không? Giờ là thầy Lan hay là ba cái quảng cáo giả không à con ơi? Khó lắm. Nhưng mà cha nói với chúng con nghe, cha là người tu thì đương nhiên là nghe nói tới linh mục thì đương nhiên là tụi con phải 50% tụi con tin chắc có thật. Mà không biết chữa hết hay không, khúc sau mà tính lợi đúng không? Nhưng khúc sau may mắn thay là khúc sau nó hết thiệt. Nhưng mà nó hết trên cơ sở nào? Nó hết trên những cơ sở là công nghệ nha. Hết trên cơ sở là công nghệ. Vậy là coi như là tụi con đã nghe được hết rồi, tụi con mới tin như thế này ha. Bây giờ đây là một con người bị ung thư. Thì cha hỏi thử một bệnh nhân tiền nè, làm sao con biết con bị ung thư tiền? Nó hành khớp và đi cái cầu ra máu. Nó con mới là con thấy nó ra máu rồi chứ nó hành sốt quá con chịu nổi, con mới đi là khám tổng quát là nội soi. Thì bác sĩ khám nội soi ở bệnh viện Đại học Y Dược.
Nói chung đó là lý do để find out ra con bệnh. Nhưng mà làm sao con biết con bị ung thư? Là bác sĩ nói con bị ung thư. Nhưng mà cái nguyên nhân nào để bác sĩ nói con bị ung thư? Trước đó con sống như thế nào? Con làm nghề gì? Con ăn uống làm sao? Con sinh hoạt như thế nào? Con ăn uống bình thường nhưng mà cái bác sĩ nội soi thì bác sĩ nói con bị ung thư. Rồi vậy coi như là con chỉ biết là sống bình thường đến khi nào đau đớn quá đến bác sĩ nói ung thư là mình nghe ung thư. Ủa con không ung thư là sao? Thì bác sĩ nói vậy con có biết vậy chứ con cũng đâu có biết là trong bụng con là bị cái gì đâu. Coi như là con đau, con khó chịu, con đi bệnh viện nói con ung thư, cái tự nhiên con chấp nhận con ung thư thôi. Thì bác sĩ nói là khối u bác sĩ đòi mổ, bác sĩ đòi kêu mổ. Nhưng hồ sơ của anh này thì sao con? Ung thư trực tràng. Dấu ấn ung thư có không? Thì chưa, mới có một cái giấy nội soi. Sinh thiết chưa? Chưa có. Đó, làm sao con biết con ung thư? Hồi trước thì con có đi nội soi nhiều lần lắm rồi. Con bác sĩ kêu mổ nhưng mà mổ để bên hông vĩnh viễn luôn. Bác sĩ nào ở đâu kêu mổ? Bác sĩ Đại học Y Dược. Bây giờ tóm lại là bây giờ khi con đến đây rồi, cha nhận bệnh con rồi, các thầy sẽ đưa con đi một vòng. Trở về đây cha kết luận cho con. Nếu con ung thư, cha sẽ làm cho con thành toàn. Tức là cha sẽ cố gắng cứu con lại vì con chưa quá trị và xạ trị. Thì cha thấy cái bệnh của con không có lớn, cho nên cha nhìn cái gương mặt con, cha không có tin con bị ung thư. Tại sao cha nói như vậy con? Tại vì cha chữa quá nhiều ca rồi. Cha nhìn qua là cha không tin, cha không có tin vào con mắt của cha. Biết không? Nhưng mà thôi thì bây giờ mình nói có sách mách có chứng, mình phải có cơ sở lý luận đàng hoàng. Sau cái lần nhận bệnh này, các thầy sẽ hướng dẫn con đi. Đi tới đâu con đi tới đó. Đi trong khu vực nào đó con cứ đi con làm y theo các thầy. Trở về cha phán cho con. Nếu con thư cha sẽ chữa lành cho. Được không? Cha không lấy con xu nào nữa. Được không? Con đội ơn cái ông này nè. Cái ông này ông cứu mạng con nè. Đúng không? Con phải cảm ơn ngay ông này. Chứ không phải cảm ơn cha nha. Đó rồi căn hồi sáng có một thầy nào mà báo cho cha phải thầy Thanh đâu. Thầy Thanh báo cho cha là nói có ông Tiền Giang. Là cái ông Tiền, không? Châu Thành ở Trà Vinh nè. Bệnh nhân này là không có thập đỏ dắt về. Thì lại nhờ cái ông này giúp con. Đương nhiên cái ông này cũng có quyền giúp cho tất cả bệnh nhân trong đất nước Việt Nam. Chứ không nhất thiết là trong xứ con. Con giúp cho họ được vậy là tốt rồi. Còn khi con về tới xứ con là con có giấy tờ chứ ký hết. Con yên tâm, không có gì xảy ra hết. Vậy thì về cái phía bệnh của con thì phải để các thầy luân phiên con đi nha. Để cho chắc ăn ha. Bây giờ cho hỏi tiếp là muội Nguyễn Thị Gấm nè. Nguyễn Thị Gấm. Làm sao con biết con bị ung thư? Con tuổi. Con đã sinh thiết chưa? Mổ luôn rồi. Con chắc chắn con bị ung thư không? Ung thư giai đoạn mấy? Giai đoạn 3. Rồi con ngồi xuống đi. Rồi Đỗ Công Trọng thì chắc chắn bị ung thư rồi ha. Đỗ Công Trọng là anh con hả? Dạ, ba. Ba con hả? Ba con bị ung thư gì? Tuyến thượng thận. Dạ. Và có ca thân sống. Ông có mổ cái khối u ngay trên cái cột sống. Ung thư cột sống. Dạ. Rồi nó có một cái nó có u thì ở dưới cái thượng thận nữa. Chính xác là nó thần kinh thân sống. Nói chung là thần kinh, ung thư thần kinh. Chưa xạ trị hóa trị hết. Chưa xạ trị hóa trị gì hết. Mà giờ đang là đau nhất đúng không? Hiện giờ đang đau nhất, sáng giờ có làm cho bớt đau nhất chưa? Chưa hả? Đau nhất nhưng mà nó dẫn tới nó di căn xuống có hai cái khối u ở tuyến thượng thận á. Rồi. Và bây giờ thì nó cách này khoảng một tuần á, không cho biết. Nguyễn Thị Săng nè. Sao không biết con biết con bị ung thư? Dạ cha, hồi đó 6 năm trước con đi siêu âm á. Thì bác sĩ nói con có khối u bao giờ thì con bị chạm. Chạm con mới lên 4. 4 giờ trả lời con bị đó. Còn thử ra con... Thường ở nhà con có tha kem tha phấn không? Cũng có xài chút để con xài nhiều. Tức là sáng nay đi với cha có tha kem tha phấn không? Không có, con có mặt như mặt thường thường. Tại vì cha thấy con vô quá chất nó thay đổi màu da. Chứ không phải kem phấn đâu. Dạ. Đúng không? Con vô quá trị xà trị đó. Bắt đầu nó biến đổi.
Cha tưởng con kem phấn. À, ông Nguyễn Trà nè, con ở bên Mỹ về đúng không? Rồi con ngồi đó đi. Thế thì con cũng lên mạng mà con biết được cha phải không? Con ở bên Mỹ nó có một cái khó nghe con. Tức là ở bên Mỹ thì tất cả mọi người dân, công dân của đất nước Mỹ đều có bảo hiểm. Vậy thì khi mà phát hiện ra con bệnh thì Amway Lăng nó đến con nó chở đi, chở vô nhà thương đúng không? Thì khi nó chở vô đó rồi là bác sĩ trị cho con, trả tiền bằng bảo hiểm. Đúng vậy không? Vậy thì có nhiều bệnh nhân, thí dụ như cha chữa có mấy ca, cái anh chàng này phát hiện ra anh bị đau thì gia đình chở vô nhà thương, rồi chở vô thì gặp được bác sĩ một chút, 2 ngày sau mới được vô thăm người bệnh, rồi 3 ngày sau bác sĩ ra, bác sĩ nói là anh này 3 tháng nữa chết. Thì khi đó mới phát hiện ra anh này bị quá trị, bị vô quá chất. Tại sao người ta vô quá chất? Dễ bị gì? Người ta dịnh vào cái bảo hiểm của con và người ta hỏi con người ta vô thôi. Còn ở Việt Nam mình không có. Ở Việt Nam mình là không có ai có bảo hiểm cao cấp á. Không ai có, mà muốn vô quá chất là phải ký tên đóng tiền. Cho nên quá chất là một trong những cái chất rất là độc hại và nó có thể làm chết người. Tại sao nó chết người là bởi vì nó phá hết, nó làm suy yếu hệ miễn dịch và nó phá hết tất cả những cơ thể của con. Rồi bây giờ con đến đây con bị quá trị rồi, xạ trị rồi, thì bây giờ con đến đây chắc chắn là cái công nghệ này sẽ giúp cho chúng con vượt qua cái quá trị đó, nhưng mà thời gian phải dài. Còn những người chưa quá trị xạ trị thì nó dễ lắm, tức là một cơ thể tự nhiên ăn sai thức ăn rồi ra bệnh đó thôi, ăn sai thức ăn rồi ra bệnh đó. Thì ở đây trong tất cả những người này có ai ăn chay trường không? Vegan mấy năm? 27. Con nhiêu năm? 43 năm. Ủa sao con ăn chay trường mà bị ung thư? Thực phẩm hóa chất, rau củ quả vậy chứ có hóa chất hết á. Cho xin phép để trả lời câu này. Ok. Thưa quý vị, trên thực tế ra chúng tôi ăn rất là kỹ lưỡng ăn vegan, để quý vị biết là trên cái chai này. Chay thì đơn giản trứng, sữa đồ có thể dùng, chúng tôi là không ăn trứng và cũng không ăn sữa, có nghĩa là không bị nhiễm bất cứ một cái gì ngoài trừ rau cải có thể có thuốc độc hay cái gì đó, không dám nói. Nhưng cái bệnh này không phải là phát xuất từ ngày tôi ăn chay, tôi vẫn biết như vậy. Vì trước khoảng đó, chúng tôi vẫn ào ạt như quý vị, vẫn tất cả cái gì cũng dung nạp, mà dung nạp đôi khi những cái chất nó rất là ngon, mà nó cũng không phải là đơn giản là nó rất là độc, mà càng độc là càng ngon, ví dụ như vậy. Và cái tích lũy của nó đến hôm nay nó phải... mà nhà Phật nói đây là cái nhân mà nó gây ra, bây giờ cái quả nó đấy trong cái lúc này, chứ không phải là cái nhân đấy mà quả liền có liền. Cho nên chuyện này chúng tôi chấp nhận, thưa cha, là chúng tôi chấp nhận đây là cái hậu quả mà những năm khờ dại, những khi mình chưa ngộ được, chưa biết được ra tất cả những cái gì của cuộc sống, cái chân lý và tình thương. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy rằng sau 27 năm thực tế với quý vị là tôi ăn chay rất là, và con cháu cũng những cái con này tôi cũng nói theo hết thôi, ăn chay hết tất cả, từ con cháu chắc tất cả đều ăn chay có hết. Nghĩa là dạ. 27 năm ăn chay, dạ. Từ đó trở về trước và dạ, còn một trùng trùng kiếp trước là không biết vậy có gì. Những người mà mới đẻ là ăn chay sao ung thư kiếp trước vậy. Nếu mình nói như thế là mình chữa bệnh không được. Mình nói như thế vẫn là mơ hồ. Kiếp trước là kiếp nào, có ai thấy được kiếp trước không? Đúng không? Rồi ai thấy được kiếp này tôi đang ung thư nè. Vậy cha giải thích cho cái chỗ mà chúng con bị ung thư mà chúng con đổ thừa là kiếp trước đó. Theo cái nguyên lý nền tảng của khoa học thì khoa học không khuyến khích con người là ăn động vật. Ví dụ như là Hippocrates là lên án những con người ăn động vật. Lên án ăn động vật chứ không phải lên án những con người. Nói về sai, lên án ăn động vật. Và Hải Thượng Lãng Ông không chấp nhận ăn động vật. Và Nguyễn Văn Tường không cho ăn động vật. Vậy thì khoa học vào cái thời mà cách đây là 2.500 năm thì Hải Thượng Lãng Ông, Hippocrates là đây là những vị người ta nghiên cứu là con người không ăn động vật. Nhưng vì con người quá đông cho nên là cái số đông nó tấn công mấy ông này rớt xuống hết rồi, tức là ăn theo truyền thống, ăn theo thói quen. Vậy thì bây giờ mình nói mình ăn chay 27 năm, mình ăn chay 40 năm,
là mình bị ung thư là mình nói là do là thực phẩm có gây chất độc, đúng không? Hoặc là môi trường, nắng, gió, khí hậu, nhà máy, khí thải là ung thư. Hoặc là mấy chục năm trước nữa tôi chưa ăn chay, bây giờ tôi bị nạn đó. Là nếu mà giải thích thêm nữa, vậy thì tôi mới đẻ ra tại sao tôi ung thư, vậy là kiếp trước tôi bị ung thư. Nó ở chỗ này con, xét về mặt khoa học, khi con bị ung thư là cái ADN của con đó nó đã bị biến đổi. Mà nó biến đổi tại sao tôi sanh ra tôi ăn chay mà sao biến đổi? Bây giờ cha nói như thế này tụi con tin liền nè. Bây giờ đây là người cha, đây là người mẹ nè, đúng không? Bây giờ hai người này lấy nhau một năm rồi mà chưa có con. Bắt đầu vợ với chồng nói nhau, em ơi bây giờ mình quyết định mình ăn ở nhau để có đứa con. Thế thì bây giờ khi mà quyết định lấy nhau thì đến khi mà lấy nhau thì ông chồng lấy không được. Bởi vì dương vật ông không có tinh trùng, nó quẹo đơ vậy sao lấy. Bây giờ bà vợ bà thấy vậy rồi bà làm sao? Bà mua trứng gà cho ăn đúng không? Bà mua hồn vịt lộn cho ăn đúng không? Rồi bà mua là thịt bò cho ăn đúng không? Vậy thì khi ông này ông nạp chất bổ vô thì lúc này đây là cơ thể ông có sức khỏe. Cái sức khỏe đó có được là nhờ cái gì? Thực phẩm. Thực phẩm động. Động vật. Mà ăn trứng gà, ăn thịt bò có phải là máu của động vật không? Vậy tinh trùng của người đàn ông là tinh trùng đó là máu hay là gì? Là máu, đúng không? Mà cái mặt giờ đây người đàn ông này có tinh trùng có phải là nhờ thịt gà không? Nhờ thịt bò không? Nhờ thịt hoặc vịt lộn không? Ăn vào để có sức khỏe, để tạo ra tinh trùng. Rồi lúc này đây hai người ăn ở thụ tinh, thụ thai có con. Vậy cái người đàn ông này có tinh trùng là nhờ thịt bò, thịt trâu, thịt heo, hoặc vịt, hoặc gà, hoặc vịt lộn chứ. Tất cả ăn vào mới có sức, có tinh trùng. Ăn ở với bà vợ đang ăn thịt động vật, cũng là dòng máu động vật đang chảy trong người bà. Người đàn ông ăn động vật, dòng máu đang chảy trong người. Hai người này hợp nhau ra cái trứng, ra cái bào thai. Bào thai này là bào thai gì? Tự ông phát hiện ra ông động vật kia ông là gì? Rõ ràng rồi thấy không? Nhưng mà người là một loài động vật bậc cao thôi. Cũng là động vật đấy. Ông gì? Ông triết học gì cho quên, ông khẳng định con người là một loài động vật bậc cao, còn động vật kia là động vật bậc thấp, đúng không? Ông gì đừng khương như ông triết học gì quên rồi, thôi bỏ ông đó đi. Nhưng mà nói nè, rõ ràng ngay ở đây chúng ta là một cái loài động vật bậc cao. Vậy thì loài động vật mà cụ thể là chúng ta mang một hình ảnh của một con người nó bị ta bậc cao hơn nó. Ta nói chuyện ta hiểu biết ta là đủ thứ. Nhưng mà rồi cuối cùng á, tôi sinh ra là tôi ăn cái cỏ rồi, tôi ăn chay trường rồi, tôi không thể bệnh được. Nhưng mà trước đó là chúng ta là ăn cha má ta ăn động vật. Phải không nè? Vậy thì mình khoa học nó gọi đây là di truyền. Khi chúng ta bị ung thư là chúng ta bị di truyền. Mà di truyền này là do cái hoặc là ADN của chúng ta bị biến đổi ta mới bị, hoặc là ta bị di truyền trước đó nữa. Cho nên ta bị ung thư thì không có gì là lạ cả, không có gì là lạ hết. Điều quan trọng là ta xử lý cái bài toán ung thư như thế nào để cái ung thư đó nó không còn hoành hành ta được nữa. Điều đó mới là điều quan trọng. Còn bây giờ bản thân cha chưa ung thư nè, nhưng mà trong người cha phải có cái tế bào ung thư nhất định, ít hay nhiều nó chưa hại cha được thôi, nhưng mà nó hoặc là ngang tầm hoặc là vượt ngưỡng, thì khi nó vượt ngưỡng nó sẽ kéo thành từng đám nó sẽ động lại khối u trong tim, trong gan, trong phổi, gì cũng cần biết. Tới lúc đó mà cha không chữa nó sẽ di căn đến chỗ khác nữa. Vậy thì cái quan trọng ở đây ta phát hiện ra là dù ta ăn chay trường cũng có khả năng ung thư, dù ta ăn động vật cũng có khả năng ung thư, dù ta mới đẻ ra cũng ung thư nữa. Mấy đứa nhỏ mới đẻ ra cũng ung thư, nó đâu có ăn, nó bú sữa mẹ thôi nó vẫn ung thư mà. Thì nãy cha nói đó, nó hoặc là nó di truyền từ mẹ sang con, hoặc là nó đã bị cái môi trường ngoại tại bên ngoài nó áp vào, hoặc là nội tại bên trong mình ăn động vật vào nó phá hoại cơ thể của mình. Như vậy tóm lại cái cơ sở để ta bệnh ung thư là ta đi sai đường. Đi sai đường có nghĩa là ta ăn sai thức ăn, vì cơ thể của ta không dung nạp động vật. Do bể động vật, trong thịt động vật
có tính axit. Trong thịt động vật có tính axit, mà axit này là cái nơi để nó chứa nhiều cái chất độc, và nó là cái môi trường để mà nuôi tế bào ung thư, tế bào siêu độc. Do vậy mà cơ thể anh mà nếu đã có mầm mống ung thư mà anh ăn thịt động vật vào thì nhất định cái ung thư này càng ngày càng lớn. Vì trong thịt động vật này nó có chất glutamin, thì cái chất glutamin này nó sẽ làm cho nuôi tế bào siêu độc trong cơ thể con. Vậy thì khi con bị ung thư, con đã bị ung thư rồi thì mà con còn ăn động vật này vô nữa thì mãi mãi con chỉ chờ chết mà thôi, không bao giờ sống được. Tại sao? Tại vì trong thịt động vật nó là tính axit, mà axit là cái môi trường để nuôi tế bào siêu độc, không thể nào có hết được. Vậy thì bây giờ con đi đông y, con đi tây y, tây y nó có cấm con ăn động vật không? Vậy thì rõ ràng con đi tây y, con bỏ thịt động vật vô đây, con phải chết liền không? Càng ngày con càng chết lớn, không nè. Rồi bây giờ con đi tây y thì tây y bây giờ nó không giải quyết được cái ung thư, thì nó có một cái cách giải quyết duy nhất là hóa trị, xạ trị và trúng đích. Cuối cùng con sẽ chết vì cái hóa trị, xạ trị và chết vì cái thịt động vật con người. Cho bảo đảm 100% con phải chết, không chạy đâu khỏi là tây y đây. Nhưng ta nói như thế không phải là ta bác tây y nha, mà thực tế nó là như vậy. Bây giờ nói sao khác hơn được nữa nè, con đồng ý cho không? Yeah. Thực tế nó là như vậy chứ không thể nào mà bác hơn. Bây giờ đông y, bây giờ con đến đông y. Đông y thì con là 3 chén là 8, 3 chén còn 1 chén. Vậy thì 3 chén còn 1 chén này, bên cạnh đó con ăn thịt động vật vào nữa thì đương nhiên là đâu có giải quyết được. Mà cái 3 chén còn 1 chén này là thuốc khô, mà cái thuốc khô này nó giống như lá nhà con phơi rồi con em đi nấu uống. Một cái nấm bây giờ cha nói là một nấm cái thuốc gì, thuốc nhãn lồng của mình đó. Thường thường tụi con nhãn lồng tụi con đi hái về tụi con phơi khô rồi tụi con mới nấu nước uống đúng không? Vậy thì với một cái nấm nhãn lồng mà con uống tươi, cái nào ngon hơn, cái nào chất lượng hơn? Một nấm nhãn lồng tươi con đem về con phơi khô thành rơm rồi con mới đem vô son, con đổ nước vô con nấu cho nó đỏ lên con uống. Với một cái nấm nhãn lồng tươi con đem về con bỏ vô son nấu, cái nào ngon hơn, nào chất lượng hơn? Đây là ba chén còn một chén là thuốc khô. Thuốc khô chẳng qua là uống cái xác của nó, và dĩ nhiên nó còn thuốc chứ không phải không còn, nhưng mà nó đã gạn lọc rất nhiều rồi. Cộng thêm cái con ăn thịt động vật này vô nữa thì vĩnh viễn con phải chết, không cứu được. Và bằng chứng là chúng con cũng đã đi tây y rồi đúng không, chúng con đã cũng đã đi đông y rồi, không hết. Vậy thì cha cũng như thế thôi, tây y là Hippocrate, đông y là Hải Thượng Lãng Ông. Bây giờ hai ông này không giải quyết được cái bệnh ung thư, vậy thì Nguyễn Văn Tường đâu có là gì đâu giải quyết được ung thư, phải vậy không? Nhưng Nguyễn Văn Tường đã giải quyết được ung thư rồi. Bằng chứng nếu cha không giải quyết được ung thư thì bây giờ người ta không ngồi lũ khổ ở đây đó. Và các nhà khoa học không đến đây. Và nếu cái điều cha nói ra mà không đúng thì người ta có trí hơn cha nhiều, người ta sẽ bác cha được. Mà nếu cha càng nói thì cái ông chính quyền địa phương này cũng còng cha luôn, chứ không cần cái người xa còng. Hả nè, vậy tại sao cha chữa hết ung thư? Bởi vì cha chữa bằng công nghệ thôi. Bây giờ tại sao cha chữa bằng công nghệ này? Công nghệ này là công nghệ cháo nano. Bây giờ nó có 3 loại cháo nha con. Nó có 3 loại cháo. Một là cháo đặc. Hai là cháo lỏng này, hỏi thầy ngã. Hỏi thầy. Hỏi vậy hả? Ngã thôi, tôi tin ông thầy tao đi. Lỏng rồi ngã. Cháo lỏng. Rồi. Ba là cháo nano. Rồi, cho nói tiếp nha. Bây giờ cái cháo đặc này nè, tụi con có từng ăn cháo đặc chưa? Rồi. Cháo đặc nấu kiểu nào? Bỏ gạo vô xong, đổ nước vô nấu. Rồi bắt đầu nó là nó đi hơi bao nhiêu cái cha đó. Cuối cùng nó còn lại là nó sạch múc ăn thôi. Cháo này càng ăn càng đói, đúng không?
càng ăn nhiều chừng nào thì càng mất sức chừng đó. Bởi vì cháo này nó không còn chất gì nữa đó. Khi có mỏ vô trong son con nấu là nó bay hơi đi sạch hết rồi, không còn cái chất gì trong cháo này nữa. Vậy cháo lỏng, cháo lỏng ăn rồi chưa? Cháo lỏng ví dụ như cháo gà, cháo vịt đó, là cháo lỏng đó. Ăn cháo này có bổ không? Bỏ một nắm gạo vô trong son thôi, rồi đổ một thùng thiết nước vô, bỏ con gà vô, cụ thể cho có vài hột cháo, cho ý nghĩa là cháo gà thôi. Vậy thì cháo lỏng này không giải quyết được. Vậy thì nó có ba loại cháo, cuối cùng là cái cháo nano mới giải quyết được. Bản chất ở trong cái hột gạo đó, bản chất ở trong cái hột gạo đó, khi mà một cái bông lúa đó mà trước khi nó ngậm lại thành hột gạo đó, thì khi mà cái bông lúa nó trổ lên nè, nghe cha nói nè nghe, cái bông lúa nó trổ lên 3-4 ngày sau bắt đầu cái hạt lúa nó mở miệng ra. Trong hạt lúa có nhị lúa đúng không? Cái nhị lúa đó đó ban đêm nó hứng sương, hứng cái chất của trời ban cho nó, đúng không? Ban ngày nó hứng nắng, cái chất của trời ban cho nó. Rồi khi nó hứng đủ xong là nó ngậm miệng lại, rồi nó làm sao? Cái thân ở dưới cây lúa nó rút cái khí lên, nó rút cái khí lên để nó làm cho cái hột lúa mà khi nó ngậm miệng lại là còn bóp hột lúa ra là sữa. Vậy cái sữa đó đó là nó kết hợp giữa cha trời và mẹ đất, tức là nó lấy cái tinh hoa từ trời và lấy cái chất liệu từ ở dưới đất hợp thành sữa, nó nano rồi. Thì khoảng 20 ngày sau nó cô động lên thành hột gạo, thì cái hột gạo đó nó hàng triệu triệu hợp chất trong đó mà chưa ai thấy được cái chỗ đó. Vậy thì từ cái hàng triệu triệu hợp chất đó đó, con đưa vào con nấu cháo nano với một cái công thức và không cho cái hột cháo nó bay hơi ra bên ngoài, thì cái chất đó chính là cái thuốc để chữa bệnh ung thư. Chào ví dụ bây giờ tụi con ở miền Tây này nè, tụi con biết nấu rượu rồi đúng không? Biết nấu rượu không? Tức là con bỏ nồi cơm da, bỏ rượu vô cái nồi chản này, con nấu bắt đầu chuyền ống thùng qua đây ra rượu. Vậy cái rượu bên đây là cái gì? Do từ cơm mà ra. Nhưng mà cái cơm này nó nấu nó bốc hơi lên thành nước, nước chảy ra bên đây. Vậy cái rượu đó con uống nửa ly vô là nó thấm người mình không? Nó làm cho mình đỏ người không? Lý do nào mà cái rượu đó mình uống có nửa ly mà cái mặt mình phừng lên mà nước nửa ly không sao? Nguyên chất. Nguyên chất. Vậy cái nước không nguyên chất sao? Không, thế thì oxy quá là do thì nó kết hợp được nhiều cái chất vô nữa, tạo ra một cái hợp chất khác chứ không phải là nước. Nó bị oxy quá không phải là H2O nữa. Giỏi đó. Nó là giỏi đó. Tức là khi mà cái gạo, cái nồi son mình nấu cháo nè, nó bốc cái hơi lên, thì cái hơi này giờ đây nó là hydro và oxy. Nó đã nano, nó siêu nano rồi. Thì khi mình nó chảy ra ngoài cái chai này, mình cầm cái nửa ly rượu mình uống vào là nó ngang ngửa với cái nước biển. Khi mình uống vô là nó thẩm thấu, khuếch tán đi cả người mình liền. Và trong cái nước đó nó có men và nó có những cái chất ở trong cái hột gạo đó, nó làm cho mình dễ xỉn sai. Nó những cái dược chất ở trong nó làm cho mình sai liền. Và cái mình sai liền tại chỗ là do cái hơi rượu đó. Hơi rượu bây giờ nó cô động lại thành nước. Giờ đây nó không phải là nước bình thường mà nó là hơi của nước. Nó động lại thành một chai nước. Vậy thì cái rượu đó là chính là cái nano đó. Khi ta uống vào nó thẩm thấu và nó khuếch tán đi liền. Vậy cái cháo này, chúng con bỏ cái cháo này vô cái son. Chúng con lấy cái nước ken gành. Cái nước ken gành là cái nước mà nó siêu nhỏ, nó siêu nano. Bỏ vô trong gạo con nấu, con đậy cái nắp son lại thì cái cháo đó nó sẽ trở thành một vị thuốc để chữa ung thư. Và trong thuốc đó nó chữa được, nó có bao nhiêu hợp chất, nó có chất gì là cha nó cho con cuốn tài liệu khoa học rồi. Tự con đọc trong đó là con biết cháo nano nó có chất gì trong đó. Thì cha chỉ nói với các người bệnh như vậy thôi. Như vậy là rõ ràng ở đây cái quan trọng nhất là cháo nano. Mà cháo nano này nó sẽ đi khắp các châu thân của con. Và nó thẩm thấu vô và nó khuếch tán và nó đi. Để nó đi từng cái tế bào siêu độc trong người mình. Nó đi đến đâu, nó phá vỡ những tế bào đến đó. Như vậy cha mới dám chữa ung thư. Còn nếu không có như vậy là cha không chữa ung thư được. Bên cạnh đó, con người của con giờ đây cha đóng cái miệng lại cho cha ăn nữa. Cha chỉ cho ăn cháo nano thôi. Và tất cả những cái chất mà các thầy sẽ đưa vào trong này
đến một giai đoạn nào đó tự động cơ thể con nó đã thanh tẩy hết rồi thì tự động con hết bệnh về con ăn gì quyền của con. Và chỉ còn một cái cách này duy nhất là cha mới chữa cho con được. Và nó hợp với cơ thể con là 70% là nước, 30% là chất rắn. Vậy thì cơ thể con là nước, thì khi con ăn cháo nano này chính là nước vào trong cơ thể con nó mới hợp với 70% nước này được. Vậy trong quá trình mà cha chữa bệnh cho con thì nhất định con phải không được ăn bất kỳ một chất gì ngoài các phác đồ mà các thầy cho phép con và uống. Như thế thì mới xúc rửa được cái căn nhà của chúng con, cái con người của chúng con. Dĩ nhiên cái điều cha nói cha biết nhiều hơn cái điều mà cha đang nói ở đây, nhưng mà cha nói một cách khoa học ngắn gọn vậy thôi để tụi con hiểu thôi, chứ bây giờ không đâu mà ngồi nói cả ngày là những người này nè, những vị này nè đó, những vị này là người ta hiểu hết rồi, thì những vị này thay cha để thực hành những ca trên này nha. Còn cha nói một cách đơn giản như vậy thôi, cha trị cho chúng con bằng nước nha. Mà nước này là nước nano chứ không phải là nước bình thường. Nước bình thường là 0.28, còn nước nano là 0.05, có nghĩa là nó nhỏ gấp 5 lần so với nước bình thường mình uống. Cho nên khi mình uống vào nó thẩm thấu và nó khoát tán đi cơ thể mình. Từ chỗ đó cái tế bào ung thư đó nó sống trong môi trường nghiêm khí, mà nếu con uống nước bình thường vô, cái nước bình thường nó phải nano nó mới dẫn vào những tế bào của mình được. Mà cái nước này con uống vào tự động là nó tìm cách nó thẩm thấu và nó khuếch tán, nó phá vỡ hết các tế bào siêu độc và nó xúc rửa con người. Và cũng chính vì cái chỗ này mà cha đã thành công. Và không phải cha đứng đây cha lập luận một chút xíu này mà con hiểu hết được. Cha chỉ mong rằng cha nói một chút xíu này để tụi con tự tin rằng cái bệnh tụi con không có lớn. Lớn hay không là con có nghe lời các thầy cứu con hay không. Và cái bệnh của chúng con đã có người khám phá và đập đổ nó rồi là chính cha đấy. Chính cha là người đã tiêu diệt được tế bào ung thư rồi. Vừa bỏ đói tế bào ung thư, vừa tiêu diệt tế bào ung thư, vừa tạo ra hai cái chất là đường gluco để nuôi con trong cái quá trình chữa bệnh, làm cho con sức khỏe bình thường. Ví dụ như sáng con có quay hai người, hai ông Biền và ông Thơm. Hai người đó ban đầu vô ăn cháo nano một tuần, một tháng đầu nó ốm như ma ranh vậy, tre miểu vậy. Nhưng mà tháng thứ hai, thứ ba tự động nó mập dần, nó làm cho con người bình phục trở lại bình thường. Là do cháo nano này. Mà cháo nano này không phải là cháo đặc, mà cũng không phải là cháo loãng, mà là cháo nano nó có công thức, nó có kích cỡ, nấu nước gì, nấu bao nhiêu gạo. Giờ đây gạo này của nhà nghiên cứu là chính cha cho con nấu. Giờ đây nước này chính cha đưa ra cho chúng con nấu. Nghĩa là chúng con ở đây chữa bệnh, chúng con không có bận tâm tới gạo ở đâu, nước ở đâu, thuốc ở đâu. Tự động chúng con ngồi tại chỗ đó, mọi người đến chữa bệnh cho chúng con. Hết bệnh chúng con đứng dậy ra về, đã có ký không lấy tiền rồi. Và đâu phải chúng con là những người mới vô đâu. Những người ta đã ra viện, vô viện, ra đây rồi về, ra đây rồi về, đầy dãy hết rồi. Và đến một lúc nào đó cha và các thầy chữa không nổi nữa làm những người này chết. Mà những người này chết rồi là giải tán, không ai chữa. Cha dám khẳng định là cha và những vị này mà chết rồi là không ai chữa nổi. Thứ nhất là chữa cái bệnh này phải chữa bằng cái tâm thành. Và bản thân của những người chữa bệnh này phải tu hành tinh tấn giữa. Bản thân của những người chữa bệnh này phải coi người bệnh như là người thân nhất của mình. Bản thân của những người chữa bệnh này là coi như không biết mệt mỏi với bệnh nhân, thì mới cứu được một cái bệnh ung thư. Vì cái bệnh ung thư là cái bệnh nó giống như là siêu bão vậy. Khi mà chúng ta phát hiện ra ung thư rồi là nó ăn như cuốn chiếu vậy. Cái chiếu mình cuốn lên chỗ đó thối, cuốn lên chỗ đó thối. Thì ung thư là như thế. Còn bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp, hay bệnh tim mạch nó chết đó, nhưng mà nó chậm. Còn ung thư á, là nó chết cấp tốc. Vì cha lấy một ví dụ để điển hình để tụi con dễ hiểu nè. Thí dụ giờ tụi con thấy mù ha. Giờ ngoài kia mây đang kéo lại đang đám, là nó sắp mưa rồi phải không? Chút xíu nữa nó đang thui là mưa liền. Là ung thư nó kéo thành từng đám như vậy đó. Nó lẹ dữ đó. Mà nếu như chúng con về không kịp để các thầy đây khống chế cái bệnh ung thư liền tại chỗ,
và sau đó từng bước xử lý con người. Cha lấy ví dụ như là cái chị Hạnh vô là ngày 20 ha. Ngày 20 chị Hạnh vô đây, thì khi mà chị Hạnh vô đây thì các bác sĩ ở bệnh viện Hòa Hảo đó là không khám cho chị luôn, vì các bác sĩ thấy là bỏ chạy không là không có khám nữa, mày về mày làm kiếm gì ăn đó, là mua gì ăn là chết đi. Nhưng mà cuối cùng là chị Hạnh mới chìa cái giấy của mấy thầy ra nè, mấy chị Hạnh nói bây giờ mấy thầy đề nghị tôi bác sĩ khám giùm tôi những cái điểm sau đây, thì bác sĩ nó thấy tội nghiệp quá nó khám thôi, chứ nó cũng không biết. Nhưng mà khi nó khám rồi thì nó báo cho người nhà trước, bây giờ chích một mũi thuốc cản quang để khám bệnh, nhưng mà người nhà phải ký tên vô, chết là không đi ở tù, mà chích một mũi thuốc cản quang này vô để CT toàn thân nó thì nhất định là chị này, một là chị này sẽ ngứa cả người, hai là sẽ sưng cùng mình, ba là sẽ tỉnh. Thì khi chị này chích một mũi thuốc vô thì phản ứng xấu nhất đó là cái mặt chỉ sưng lên. Thì trên cộng đồng mạng họ đâu có hiểu biết gì, họ nói là sao ngày đem về đây cái mặt không có sưng mà giờ sưng như vậy. Không phải, vì một lý do nói nó mới sưng. Nhưng mà như cha nói với mấy thầy, hay là mấy thầy nói cha, cái bệnh này không khó chữa. Khó chữa chỗ là nó thúi quá người ta bỏ chạy. Rồi nó thúi quá người ta bỏ chạy, rồi người ta không dám chữa, người ta sợ quá, người ta sợ lây lan nữa. Mấy lần má cha chết thì cha dẫn mấy ông cha xuống đây, vừa thấy cái vôi là ngược ra liền. Nói chuyện vôi ngược ra liền. Cũng tội nghiệp, chúng ta ráng cứu những con người đó. Những con người đó tuy rằng bệnh họ không có lớn nhưng mà cái mặc cảm họ lớn. Bởi vì sẵn đây cha nói với Xuân Dũng nè, khi chỉ hết bệnh về con ráng cho chỉ 5-10 triệu làm cái lỗ mũi giả rồi. Đó là coi như con cứu được một mạng người rồi, thôi về nhà tu luôn, thôi đi đâu nữa. Là coi như xây chính bậc khu đồ rồi đó. Là coi như xong rồi đó. Vậy thì cha nói đây, tất cả những bệnh nhân ở đây nè, về mặt khoa học thì chúng con không phải lo lắng gì nữa hết. Chúng con chỉ nghe lời các thầy mà đi chữa bệnh thôi. Còn về mặt tâm linh, chúng con đừng có phải là tôi phải cầu siêu, tôi phải cầu đủ kiểu. Hồi nãy cha đã cầu cho chúng con rồi. Trước khi cha nói chuyện, cha đã cầu nguyện cho chúng con rồi. Đó là về mặt tâm linh. Bây giờ sau khi cầu nguyện rồi thì đứng dậy đi uống thuốc. Đứng dậy đi chữa bệnh. Phải hiểu không? Rồi, cái quan trọng nhất là chúng con cảm ơn tất cả thập đỏ bên đây. Những con người này nè, Xuân Dũng nè, những con người đã hướng dẫn chúng con được về tới đây. Họ chính là chiếc đò, họ chính là ông lái đò chèo chúng con về tới đây. Ví dụ như cái ông Nguyễn Trà này có phải là Xuân Dũng biết tới không? Phải vậy không nè? Nếu không có Xuân Dũng thì ông Nguyễn Trà này chỉ có thể là lên đường tòng quân thôi. Đó nè, còn ai ở đây ai biết Xuân Dũng nữa? Nay 5 ca thì hết 3 ca của con. Dạ, ba ca là ca nào qua vậy? Kênh của con. Trà Nguyễn. Đỗ Công Trọng. Đỗ Công Trọng. Đỗ Công Trọng với ai? Với cái chị ở đây, qua đây. Phải cảm ơn những con người này, và những con người này họ đã hết sức nhiệt thành cứu chúng con. Còn cha và các thầy là những con người ở đây chờ đợi đến đây để cứu, chứ cha và các thầy không có biết ai là ai. Hiểu không nè? Nhưng mà khi những con người này đưa đến thì cha và các thầy không từ chối. Rồi chúng con về, chúng con phải mang ơn các thập đỏ này, người ta đã nhớ đến mình, người ta đã cứu mạng mình. Còn các thập đỏ chúng con nhớ nè, hôm nay chúng con dẫn được những người bệnh này đi, đó là phước của chúng con. Vì cha dám khẳng định với chúng con rằng cuộc đời chúng con làm thập đỏ nhưng mà chưa bao giờ làm chuyện này, có phải vậy không? Không có cơ hội làm, phải vậy không? Ai đâu chữa bệnh ung thư, ai đâu mà chữa bệnh ung thư mà chưa ở đây 5 tháng, 3 tháng. Và người ta có chữa bệnh ung thư nữa, người ta cũng đâu cần con dắt về đâu. Tại sao vậy? Tao biết tao chữa có hết đâu mà dắt về. Hên xui. Còn ở đây cha bắt con dắt về là cha phải nói với con rằng ít nhất cha phải chữa là đạt hiệu quả cao. Hết hay không thì cha không dám nói với con, mà ít nhất là cha đã đạt hiệu quả cao. Đối với bệnh nhân nhất định là cha phải trả lại cho họ một cái sự sống, ít nhất cũng phải là 70-80% họ dẹp sống tiếp. Đó là những con người mà chưa quá trị xà trị hoặc là họ hết hẳn. Vậy thì chúng con hãy cảm ơn trời Phật, cảm ơn Chúa, cảm ơn những người bệnh. Nhờ những người bệnh mà chúng con được làm những chuyện. Đó là cái phần phúc của chúng con, chứ không phải đó là cái chuyện bình thường.
Cha nhớ một lần ông lương y đa khoa quốc gia Ngô Đức Dượng đến đây ông nói cha, ông nói là ngang qua người ung thư, tôi rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, cảm ơn Phật, nhờ những người ung thư mà tôi sửa mình. Biết đâu mai mốt người thân của mình hay bản thân mình hay những người chồm xóm mình bệnh, mình có cơ hội cứu họ. Đây là những khởi sự của chúng con. Chúng con hãy về, chúng con hãy tâm niệm, đây là những người mở bài cho chúng con. Còn thân bài hàng triệu triệu người ung thư trước mặt mình, mình có làm được nữa hay không? Nguyễn Xuân Dũng cũng vậy, Phạm Xuân Dũng cũng vậy. Đây là ba ca này là mở bài cho con. Còn hàng triệu 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 ca đằng sau lưng con làm được hay không? Chứ không phải chúng ta chỉ dừng lại bao nhiêu đây. Và tất cả mọi người cũng hãy nhớ cầu nguyện cho cha và các thầy bệnh, các thầy thuốc ở đây. Họ có sức khỏe họ mới cứu được. Hồi sáng giờ các thầy có ăn gì chưa? Ba ngày nữa chết. Ba ngày nữa là chết. Thấy nè, đó chúng con thấy đó. 4 giờ, các thầy 4 giờ là thức dậy. Cha tính cái thời gian mà các thầy làm việc nè. 4 giờ thức dậy, chạy nước nè, không dám chạy buổi chiều. Vì cái nước khen gành này chạy buổi chiều là nó cái tác dụng oxy hóa của nó giảm đi. Cho nên phải chạy vào lúc 4 giờ sáng để cái chất chống oxy hóa nó còn trừ 600 đúng không? Để cho bệnh nhân người ta uống. Còn cái lá thuốc phải hái vào lúc 6 giờ sáng, khi đó cái không khí nó còn giữ ở trong lá đúng không? Oxy nó còn giữ lại ở trong lá để cái chất đó đưa vào người bệnh cho nó chống oxy hóa người ta. Vậy thì con thấy từ 4 giờ tới 6 giờ các thầy vừa chạy nước nè, vừa đi hái thuốc nè. Rồi 5 giờ thì có một thầy đến đây đo huyết áp đúng không? Rồi còn lại 3 thầy thì bắt đầu vừa chạy nước nè, vừa hái thuốc nè. Rồi quay qua quay lại thầy quý đi xuống đây thể dục dưỡng sinh nè, cho uống thuốc nè, cho súc miệng nè, cho rửa mặt nè, rồi cho nhai thuốc, cho uống nước kênh gần. Đó là liều thuốc đầu tiên 6 giờ rưỡi. Rồi 7 giờ 3 ông thầy này ông tiếp tục tấn công đi lên, ông khám bệnh tới 11 giờ trưa, chưa được về nhà. Về nhà ăn cơm xong rồi ông lát mấy thầy phải gánh thuốc xuống cho uống tiếp. Rồi gánh thuốc xuống cho uống tiếp, xong rồi 6 giờ chiều gánh thuốc xuống cho uống tiếp. Rồi 11 giờ đêm gánh thuốc xuống cho uống tiếp. Rồi từ 11 giờ tới 3 giờ sáng thức chờ có đứa nào kêu. Làm nổi không? Bây giờ cha nói như thầy vậy thì những người bệnh nhân nằm ở đây có đúng vậy không? Dạ đúng. Ai là bệnh nhân đã từng nằm đây? Người nuôi à, người nuôi giơ tay lên. Có đúng vậy không con? Dạ. Y chang vậy không? Đúng. Vậy con thấy mấy thầy này mấy bữa nữa chết. Mày nói chú độ á. Chứ chú nào độ. Rồi con đâu có biết. Các thầy sáng ngày phải chạy đồng. Chạy đồng là chạy đi kiếm cái thuốc tươi về đâm để đắp. Chứ đâu có chuyện mà hái thuốc ngày mai rồi ngày mốt mới đắp được. Không có chuyện đó. Tất cả công nghệ là thuốc tươi. Sáng sớm đi hái, đem về, ngâm nước, rửa nước, đâm, đắp vô liền giờ đó. Giống như một trái bầu khô với một trái bầu tươi thì trái bầu nào ăn ngon hơn? Đấy. Như một liều thuốc mới vừa hái, đem vô đắp, bó cho con với một liều thuốc mà hái ngày hôm qua, ngày hôm kia đem đắp bó. Liều thuốc nào ngon hơn? Mau hết bệnh hơn. Cho nên cha nói về cái chương trình mà chữa bệnh của các thầy. Rồi đó hen là sắp chết đó. Còn bản thân cha là ngồi chờ hỏ, chờ các thầy báo về đứa này sắp chết, đứa kia khổ, để cha xử lý. Rồi nó nói cha ơi, bây giờ bệnh này nặng lắm rồi, tụi con xử không được, bây giờ cha tính làm sao? Cha ở đây cha phải nghĩ ra đủ cách để giúp cho bệnh nhân đó. Cha cũng đâu có ở không. Mặc dù cha không đi khám cho chúng con, nhưng mà những ca bệnh mà nặng quá mà các thầy không đủ bản lĩnh để cứu, phải báo về cho cha. Ở đây cha lập trận, cha chỉ cách đi xuống làm y như vậy đó. Nửa đêm nửa hôm báo về cho cha, cha đang ngủ, báo về cha phải ngồi dậy, cha hỏi bây giờ nó làm sao, bây giờ nó vậy, bây giờ con lấy cái thuốc này con đem đi con rửa sạch, con bỏ qua đây, con bỏ lên cái khăn, con trùm lên, con làm như vậy là con đi về ngủ. Làm gì vậy nữa hết? Cha đâu có ngồi ở không, cha ngồi chờ hỏ đó để cha chờ. Không biết mắc mớ gì kỳ vậy, không biết tội gì.
không biết tội gì mà như vậy. Thôi thì ý cha nói ngày hôm nay vậy để các bạn cầu nguyện cho cha và các thầy. Mà cha và các thầy không hề nhận tiền của ai hết. Ở đây cha và các thầy yêu thương và cho không. Đó là cha nói thật lòng, yêu thương và cho không. Mà làm một cách tận tâm như vậy thì không biết là làm được mấy ngày nữa rồi sẽ chết. Cho nên các bạn hãy cầu nguyện cho cha và các thầy, để cha và các thầy hãy cố gắng sống thêm được mấy ngày, nên mấy ngày cứu được những mạng này thôi cũng đủ vốn rồi, còn mấy mạng kia ngoài đường dẹp hết nó đi. Rồi vậy cha nói như vậy rồi các bạn có ý kiến gì không? Con có ý kiến gì không? Con nói vài câu cho nghe coi. Bữa nay con có cảm giác gì khi con ký bao nhiêu mà mạng sống mà trong tay con? Hôm nay thì cũng có cái việc mà đưa bệnh nhân tới đây nhờ cái cậu cha và các quý thầy ở đây chữa trị. Mặc dù là biết cái bệnh này thì nói chung là khoa học đã nói là cho là năng y, không có thuốc của chữa, nhưng mà theo dõi qua cái clip trên mạng thì thấy cái công nghệ của thầy trị bệnh thì nó cũng có hiệu quả, cũng đạt hiệu quả, cứu được cái những cái ca bệnh mà hiểm nghèo. Thì qua đây thì cũng xin chúc cha và quý thầy ở đây có nhiều sức khỏe, rằng có cái tinh thần và nghị lực để giúp đỡ cho những cái bệnh nhân nghèo vượt qua hiểm nghèo và trở lại cuộc sống bình thường. Rồi con cũng yên tâm khi con đem người đến đây rồi, thì bây giờ là tự cha và các thầy có cách cứu. Chắc chắn hồi nãy ngoài cổng là con xin, mà khi con lọt vô cái cổng ngồi đây con giết là con hết xin rồi, coi như là giờ đây tôi hết trách nhiệm, ông cứu à, tôi không cứu nữa. Khi con dắt về con ngồi đây con viết giấy rồi con hết trách nhiệm rồi. Tự nhiên tụi con coi như tụi con cứu rồi đó. Còn khúc sau mà sống chết là con không còn trách nhiệm nữa, coi như con đã làm cho nó sống lại đó. Vô cái cửa này rồi là con đã yên tâm rồi. Bây giờ còn những ai có ý kiến gì không? Có ai hỏi han gì cha không? Thôi cha, con cha cho con có ý kiến. À, mời con. Thưa cha và các cộng sự, chào tất cả các người nhà bệnh nhân đang có mặt tại đây. Tên đầy đủ của mình tên là, của con tên là Phạm Xuân Dũng, đang hiện tại là chủ của kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Trước hết thì cho con xin thay mặt những quý mạnh thường quân, quý vị khán giả, và cảm ơn cha đã tạo điều kiện cho con được cái gặp gỡ cái ghi hình, gặp gỡ và ghi hình cái buổi tòa đàm và nhận bệnh ngày hôm nay của cha. Cho xin con gửi đến toàn thể quý vị của kênh Tin Nóng Từ Dân, gửi đến cha và các cộng sự được nhiều sức khỏe để cứu nhân độ thế, giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh bệnh ung thư, và cũng cho tất cả mọi quý vị khán giả mình thường quân xin gửi đến tất cả những người đang điều trị ở đây được nhanh chóng lành bệnh và trở về sớm nhất với gia đình. Cái ngày hôm nay thì qua cái kênh Tin Nóng Từ Dân, con đã và họ biết đến cha, biết đến phác đồ điều trị chữa bệnh bằng công nghệ nano của cha. Thì ngày hôm nay thì ba trong số năm bệnh nhân là biết đến cha qua kênh của con, và con cũng cảm ơn cha đã tiếp nhận ba bệnh nhân này cũng như hai bệnh nhân còn lại. Thì lúc nãy có một cái câu hỏi của cha mà con tính trả lời, tính muốn có ý kiến trả lời, nhưng mà chưa có nói, thì nhưng mà cha vô vấn đề rồi, thôi thì bây giờ con muốn nói cái lý do mà vì sao mà bản thân Dũng là một cái người làm kênh YouTube có cái lượng xem lớn, và nó như vậy thì thường thường thì không thể nào mình đưa một cái thông tin mà nó không chính xác lên. Và bản thân Dũng cũng có niềm tin và tin rằng là vì sao mà cái điểm chữa bệnh ung thư của cha mà Dũng giới thiệu người ta đến, không phải là vì Dũng có một cái gì vụ lời ở đây với cha, tại vì ở đây là người tới chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Tức là chữa bệnh miễn phí. Thứ nhất là Dũng muốn giới thiệu đến như vậy. Thứ hai nữa thì ngoài cái điểm đó ra thì Dũng cảm thấy cái điểm này của cha chữa bệnh vì sao nhỉ? Thứ nhất là người ta có một câu, nó là hữu xà tự nhiên hương, tức là cha đã cứu được nhiều người và đã có nhiều người đến chữa bệnh và đã bình phục trở về, với con số là phải trên 25 bệnh nhân rồi. Đó là con số thực tế. Cho nên là cái gì nó có xét mét có chứng là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, một cái điểm chữa bệnh đó rất là đông người đến và hoàn toàn hợp pháp. Nếu một nơi chữa bệnh không đường hoàng thì rõ ràng đã bị nhà nước và chính quyền họ tới can thiệp và không cho chữa bệnh như vậy rồi, rất rõ ràng. Thứ nhất là tại địa phương tạo điều kiện, tại vì ở đây là hợp pháp,
hoàn toàn đấy. Cái thứ hai nữa, người đến tiếp nhận bệnh là không phải là tự mình đến đây mà phải có sự giới thiệu bảo lãnh của chính quyền địa phương tại nơi của họ sinh sống mang đến. Thì đó là những cái mà Dũng thấy khác so với những cái điểm chữa bệnh khác, cảm thấy rằng là ấy. Cho nên là rất là nhiều người chữa bệnh tâm linh, tà ma, bùa ngải, họ liên hệ với Dũng để nhờ người đưa đến, nhưng mà Dũng không giới thiệu, chỉ những cái chỗ nào có cái tư cách pháp nhân và nó rõ ràng như vậy Dũng mới giới thiệu thôi đó. Và rất cảm ơn cha đã cho Dũng được tiếp cận và ghi hình cái buổi như vậy. Và một cái mà Dũng cảm thấy rằng ở chỗ cha là có một cái gì đó nó tin tưởng, tại vì cha đang áp dụng một cái mà nó rất rõ ràng, đó là một cái khoa học bằng một cái công nghệ rõ ràng, chứ không phải bằng một cái gì đó mà nó vẽ ra một cách là mù mị, tức là giống như là người ta nói là giống như là uống cái nước thánh để tạo niềm tin để là mình sẽ lành bệnh, không có. Mà nó rất khoa học, trên một cơ sở khoa học. Và Dũng thì không phải là một người quá giỏi về một cái lĩnh vực nào đó, nhưng Dũng cũng đủ kiến thức để mà hiểu biết được là những cái công nghệ này nó có thể làm khống chế được cái tế bào ung thư, mầm bệnh ung thư, và nó có thể tiêu diệt được. Đó là bản thân là Dũng từ hiểu suy nghĩ như vậy, và Dũng nghĩ rằng là còn nhiều người hiểu và nhiều người biết hơn nữa, chứ không phải một mình Dũng. Thì đó là một cái mà Dũng thấy rằng là một cái điểm mà Dũng cảm thấy đủ độ tin cậy để mà Dũng sẽ hướng và cho những cái người bệnh nhân bị ung thư họ về đây điều trị. Đó là cái ý kiến đầu tiên, là xin phép được trả lời câu lúc nãy mà chưa có trả lời được. Cái hai nữa thì thưa cha và mọi người và các cộng sự, mọi người thì cũng như cha đã biết được biết thì mới đây thôi, thì tầm khoảng 10 ngày thôi, khi mà Xuân Dũng đến đây và đưa cái câu chuyện của đến đây là vô, không phải là đến đây để mà được gặp cha, nó thực sự là Dũng không nghĩ như vậy, mà Dũng đến đây để Dũng thăm lại cái chị Hình đang điều trị trong đó, chị bị ung thư mũi, và xem sự thử là tình hình sức khỏe của chị như thế nào. Và chỉ như vậy thôi, đến thăm chị Hình thôi, nhưng mà không ngờ lại gặp được cha. Thì qua câu chuyện hôm đó Dũng đưa Hình ghi hình lên thì đã được rất 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 nhiều người luôn, chứ không phải suốt ngày nghe điện thoại là họ địa điểm của cha Tường và muốn đến cha để chữa bệnh. Sau đó thì Dũng xong rồi Dũng không biết làm sao mà Dũng cho số điện thoại của cha Tường luôn. Nghe nói là cha Tường nghe điện thoại nhiều quá khóa máy luôn. thì bây giờ thì để khỏi làm phiền đến bản thân Dũng, cũng không làm phiền đến cha nhiều, tại vì còn có thời gian để đi làm những cái việc khác nữa. Cha còn phải nghiên cứu thuốc men thì nhiều cái để giúp người khác, bản thân Dũng cũng vậy, cũng phải chạy xe trên đường và đi đến những hoàn cảnh khác. Cho con được hỏi cha là, và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Dạ, yeah. Ok ha. Yeah. Rồi, để cha trả lời, không có hỏi nào nữa không? Cái thứ hai nữa, có ai nữa? Có một số comment của một số vị khán giả là họ hỏi là cha có nhận người để mà dạy chữa bệnh ung thư hay không? Và cái điều kiện để mà cha được nhận làm học trò hay là hướng đến như vậy là như thế nào? Đó, dạ, là hai câu hỏi như vậy thôi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ trả lời câu hỏi thứ nhất nó có hai phần. Dạ. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này. Thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi. Và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái áp dụng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây, nói đây là có chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi, với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội đầu ngành của đất nước Việt Nam và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy, thì có văn bản đàng hoàng như vậy. Thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương, chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau
thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí nha. Và ca đó sẽ được nuôi, và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai, danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về hay là tự đi về là không được. Vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không? Đem lại chứng cái bột liền phải không? Vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi. Nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì lại, cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư cô, chứng cái cục vô, rồi đi qua xuống đây. Ai chữa cho nổi con? Chữa không có nổi nha. Không phải nói như vậy thì bây giờ mình chữa không nổi. Bây giờ nếu mà 1000 ca ung thư mà 1000 thập đỏ chắc về vẫn chữa được như thế. Mà 1000 ca ung thư mà không có 1000 thập đỏ chắc về không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy. Nhưng mà con hỏi lại là 1000 người đó đều có 1000 cái nón bảo hiểm và 1000 cái bằng lái xe. Cho nên họ chạy đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết không? Cuối cùng nó chạy ngổ ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1000 ca ung thư, nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó. Mà cũng 1000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết. Mất trật tự an ninh. Chú Lâm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cho trả lời câu nói cho người Việt Nam nha. Bây giờ vậy tóm lại đối với những người ở Việt Nam, ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữa thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chưa? Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật một tuần cho nhận có một ngày, một vào lúc 7 giờ sáng đó là cho dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô ca, 4 giờ sáng vô ca, 2 giờ trưa vô ca. Trời ơi, làm riết rồi cho đi toilet không bao giờ đi nữa. Phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến. Và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết. Theo thứ tự giấy tờ hồ sơ đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra, con đưa lên tin nóng từ dân để người ta hiểu. Khỏi điện cho con, mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay nghe không nổi. Chơi chế độ máy bay, chế độ máy bay nãy còn tin nên là tàu lặn. Quất luôn tàu lặn là tắt nguồn. Rồi khỏi kêu luôn. Mà hãy cho tắt điện thoại của cha, rồi người thân cha nó chửi cha, điện được chửi. Mà hãy cho mở lên rồi, cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, chú ơi tối ngày ai nghe cho nổi. Nói nè, vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nhắn từ dân, gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày chủ nhật, cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ 6 nè. Dạ tại vì con đòi cha chữa ngày thứ 2, ngày thứ 3 gì đó. Mà bây giờ cha bận quá đúng trời, cho bây giờ thứ 6, chú đúng ngày chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ 3. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ 2 đâu mà. Hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ 4 nữa. Phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ 6, chứ đúng ra chủ nhật lên con. Dạ. Vì cha còn phải đủ thứ công chuyện phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Dạ. Chủ nhật 7 giờ sáng. Dạ. Thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết. Nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó cũng không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận. Đó họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi. Chứ con không ai ăn tiền đó luôn. Nha. Không ai ăn được tiền đó. Rồi. Đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar hay là Malaysia, Singapore, chân chân. Hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ. Tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ. Vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chính quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây.
thì tự động người đó được chữa trị. Không có phải là thập đỏ dắt về, mình ở nước ngoài 50 năm là thập đỏ biết mình đâu dắt. Nhưng mà cái ông hải quan xuất nhập cảnh phải không? Cái ông mà khi mình xuống máy bay rồi đó, mình đi vô nước Việt Nam đó, thì cái ông đó ông hỏi mày đi vô Việt Nam mày địa chỉ nào? Thấy vậy không? Thì mình kể ngay cái địa chỉ nhà của cha là người ta đóng cái mộc cái bóp vô trong cái hộ chiếu. Ha. Bây giờ nó rất ít hỏi, nó lười lắm, nó lầm danh lắm cha. Thì bây giờ yêu cầu là mình có thể mình đánh, nói đánh trên cái vé máy bay đó, tức là về địa chỉ nào có cái hồ sơ đó, thì đến đó thì mình mang luôn cái tờ giấy đó về được. Chứ còn thực tế là hải quan bây giờ ổng lười lắm, chỉ qua chứng ký một phút 50 giây là xong hết, chứ không như ngày xưa. Thì mình tìm cách, mình tìm cách để cho ổng đóng cái dấu để mình cư ngụ nhà cha, phải không? Đúng rồi. Phải thí dụ như mình là đi du lịch thì sao cũng được, còn mình bệnh mà mình nói chú ơi, tôi về Việt Nam tôi cư ngụ địa chỉ này nghe chú đóng vô địa chỉ em đó, thì tự động là con được vô nhà cha liền. Cái đó nó dễ lắm, tại vì đôi khi chú về nhiều lần á, người ta thấy cái hồ sơ của chú đó, người ta biết chú về đó là người ta hải quan, người ta dễ dàng, người ta welcome chú về nước thăm quê, người ta thấy người ta không hỏi. Nhưng mà chú nói bây giờ tôi về lần này tôi không về địa chỉ cũ nữa, mà tôi muốn về nhà người thân tôi là nhà cha Tường, địa chỉ mấy rồi thì người ta sẽ làm cho chúng. Đấy, anh nói thêm mà bãi thật ở Mỹ à, nói chính xác ha. Đó là cái cách đó, thì người ta sẽ đóng cái mộc vô đó, rồi thì tự động là ông địa phương này ông lãnh liền, đúng chú Năm đồng ý không? Thì ông lãnh liền là được chữa bệnh. Chứ có đâu mà cha ơi, giấy tờ sao hồ chứ sao tao đá mày. Chịu kiến này chưa? Chịu không nổi. Dũng. Cái tên YouTube cái địa chỉ này xin lập chiếu lập đi lập lại rất nhiều. À dạ được không, mà sắp tới cái clip tới là con sẽ cho cái dùng chữ chạy nằm ở dưới luôn. Chạy luôn, chạy luôn từ đầu đến cuối cái đó, bởi vì thực tế đôi khi mình chụp hình cũng không kịp chứ đâu ra nó ghi. Tôi chụp kịp gì lấy mấy điện thoại mới xét lên đến bài mắt rồi không cuối cùng được. Rồi cái đó thì mình sẽ dàn dựng sao ha. Nhưng mà cha đang nói cái cơ bản. Người nước ngoài mà muốn được cha chữa bệnh nan y hay là ung thư thì phải làm như thế mới được. Còn nếu không mà về đây bắt cha chữa là chính quyền xích cổ cha lại. Anh chữa cho người nước ngoài không hợp pháp. Phải không nè? Chính quyền có quyền dẹp cha được. Chú Năm đây là ông đã dẹp cha, ông là địa phương, ông dẹp cha ngay tức khắc. Còn nếu mà theo hồ sơ địa chỉ đó thì nhất định là cha sẽ cứu được. Vậy thì cái đó mọi người hãy nên hiểu được như thế này. Theo cái tin nóng từ dân mà nghe được cái tin này để mà tự mà quyết định mà đi chữa bệnh cho đúng đắn nha. Rồi đó là hai câu hỏi cho trả lời. Cái nãy câu hỏi thứ ba là câu gì? Dạ, từ câu hỏi thứ ba của Xuân Dũng là cái người ta hỏi muốn để mà xin người ta mà, rồi bây giờ cái người nào mà muốn cha dạy chữa ung thư thì người đó về tự động ăn cây cỏ mà hạt giống một thời gian đi, coi cơ thể mình có hạt với nó hay không, rồi tự động đến đây gặp cha nghĩ cái cách cha chỉ cho dạy. Vì lý do như thế này, một người ăn động vật mà trị cho một người ăn cây cỏ là ăn cháo nano, thì cái người ăn động vật này nè họ ăn tự do, cho nên cái người ăn cháo nano này nè họ không hiểu, họ xin cái ông thầy này hoài, ông thầy này ngã lòng. Chừng nào cái ông thầy chữa bệnh mà ông hiểu được động vật ăn sai thì tự động là ông cấm được cái ông bệnh này không được ăn. Còn ngay bây giờ ông ăn lung tung đúng không, mà bây giờ cái người bệnh này nè cứ thèm quá xin cái ông thầy đang ăn động vật á, ông đâu có biết, ông đâu có hiểu cái thức ăn động vật này vào cơ thể mình như thế nào, ông không hiểu. Thì ổng á, thôi tôi cho mày ăn lén là không bao giờ chữa hết bệnh. Có hiểu chưa? Vấn đề ở chỗ là những người trị bệnh muốn được cha dạy chữa bệnh dễ lắm. Hãy ăn cây cỏ mai hạt giống một thời gian để mình xác định thức ăn của mình là đó. Sau đó mình mới đủ bản lĩnh cấm cái người bệnh ăn. Còn nếu mình chưa ăn cây cỏ, mình không đủ bản lĩnh cấm đâu. Ví dụ như đám vegan này nè, đủ bản lĩnh cấm đó. Biết mà ăn nó vô là nghẹt ruột, nghẹt bụng. Hả nè. Còn cái đám ăn mà ăn lung tung, chai mặn đều dùng được hết, thì cái đám đó là không có biết ăn chay hiệu quả thế nào, ăn mặn hiệu quả là sao, thì không chữa bệnh được. Còn nếu ai muốn học cha chữa bệnh thì dễ thôi, hãy về nhà ăn cây cỏ mà hạt giống trước đã một thời gian 6 tháng hoặc 1 năm, đến khi mình khẳng định cái thức ăn này là của tôi thì người đó mới đủ bản lĩnh cứu người ung thư được. Đó là câu cha trả lời. Rồi sau đó đến cha chỉ cho ngày một đi về chữa ung thư luôn, không cần ngày thứ hai. Cảm ơn cha. Rồi. Cấp luôn cho cái bằng chữa ung thư, thầy hỗ trợ điều trị ung thư. Rồi ai còn hỏi gì nữa không?
Xương Dũng có hỏi gì nữa không? Dạ thì tạm thời thì đó mình cũng hỏi mà phần lớn khán giả, những người đang yêu mến cái cách chữa bệnh của cha hỏi thì bây giờ thì Xuân Dũng chỉ tạm thời truyền đạt những câu hỏi vậy đã. Dạ. Vậy thì tụi con cũng vậy, tụi con muốn hết bệnh tụi con nghe lời các thầy, cho bảo đảm tụi con sẽ hết. Nhưng tụi con nghe thì rõ ràng tại chúng con. Ở đây các thầy này chữa bệnh không lấy tiền ai hết, mà các thầy cũng không có lương nữa. Các thầy này bây giờ cha thấy khổ này Dũng à. Ông thầy này chưa có vợ nè. Ông thầy này chưa có vợ nè, ông thầy này chưa có chồng nè. Mà cha coi rồi ế sạch. Thứ nhất là nó tối ngày nó không gặp trai gặp gái đâu, nó gặp đám thuốc với người bệnh không à. Rồi là rồi, 1-2 năm nữa là rồi, qua đời hoa nở rồi hoa tàn, tự nở tự tàn đi con. Rồi là mấy ông thầy này tiêu. Mà mấy ông thầy này là cũng còn tương lai sự nghiệp con. Rồi không biết là cha có giúp cho mấy ông hoài được hay không. Bây giờ cha còn sống đây, cha ăn cái gì mấy ông ăn cái nấy, cha ở nhà này mấy ông ở nhà này. Rồi thì vậy thôi. Nhưng mà khi cha chết rồi ai lo cho mấy ông đây, rồi mấy ông cũng đi theo, chết theo, chứ không ai chữa được. Bởi vì cha đang ưu tư cho mấy thầy này có một cái chỗ đâu đó đàng hoàng. Nói đây thì chú Năm có công nhận điều đó không? Ông thầy này giờ chuẩn bị cắt chỗ cái nhà lá mà chưa có tiền cắt. Còn ông thầy này cắt nhà cho ổng có 10.500.000 cái chòi nãy, cái hộp thuốc nãy. Con thấy không? Rõ ràng là như vậy. Các thầy còn khổ lắm. Mà cha sợ cha chết rồi không ai nâng đỡ mấy ổng. Rồi là mấy ông rủi tàn hang, rồi là ung thư đi chết sạch. Mà ngay bây giờ chưa ai có bản lĩnh đứng ra chữa bệnh này ngoài mấy ông thầy. Chưa ai có hết. Cha dám cam đoan chưa ai có bản lĩnh hết. Chỉ mấy vị này thôi. Mà biết đâu ngày mai cha tai biến, cha nói chuyện hết được rồi, hoặc là cha chết ngay rồi là mấy thầy này đi bán vé số. Cha chắc là đi bán vé số. Dạ thưa cha, cho có ý kiến nha thêm. Ví dụ mình có cái loại máy Kenzen lấy nước, Kenzen 9.5 hay là 9.8.5 ví dụ vậy. Thì sau những cái đợt cái điều trị này, mình có thể sử dụng cái loại nước 9.5 đó để mà cha giúp cho cái gạo gọi là vegan này. Nghe cha nói đây. Dạ đó, ý kiến vậy. Khi mình hết bệnh rồi, mình phải khôn ngoan vô cùng. Thầy ơi, tôi về tôi ăn như thế nào, thầy dạy tôi đi. Dạ. Không dạy mình cái ăn sống luôn à. Dạ, dạ, dạ. Còn mình á, thầy ơi, tôi hết bệnh về tôi ăn tự do nha thầy, không cho mình đi chết. Phải không nè? Nhiều thầy lắm, nhiều vị bệnh hết bệnh ra về hỏi mấy thầy hỏi trước luôn. Ông thầy nào hỏi là về ăn gì, ông nói về ăn cái động vật từ từ rồi ăn lên. Có phải vậy không? Không biết ông Song Lê không nè. Khi mình hết bệnh rồi là mình sẽ hỏi ngay các thầy chữa bệnh cho mình. Thầy cho tôi cái phát đồ ăn uống đi. Rồi tôi về tôi ăn theo cái đường cài này nè, cái mực thước này nè. Đôi khi mình phạm một hai bữa không sao, nhưng mình giữ cái mực thước này là mình sống qua. Người ta cứu được mình là người ta sẽ tạo điều kiện cho mình sống tiếp. Còn mình về mình ăn tự do là mình chết à. Thì cơ thể mình nó đã bị hư rồi. Bây giờ mình cứu lại mà. Cho nên uống mấy chấm cứ để hết bệnh rồi mấy thầy sẽ hướng dẫn. Rồi nếu ai có mua máy mua móc gì thì anh cha đây nè, ông này ông ở bên Mỹ, ông sẽ có cách đủ cách để ông đưa máy móc cho mình. Bởi vì ông ở đó thì máy móc của cha là ông cũng mua không đó. Cha xin lỗi, cha hỏi thì anh ở đâu là cơ sở để bán ở đâu rồi? Đang lát con về nhà. Nhưng mà không ở bên này. Cái đó con nói với mấy thầy nha. Cái đó con nói với mấy thầy. Tức là ví dụ những cái supply cho máy đó, ví dụ như thay cái này và có chi nhánh. Cái đó mình sẽ nói sau nữa nha. Cái đó mình sẽ nói sau nữa. Bây giờ còn ai ý kiến? Có quên. Vừa rồi thì cũng cha có đã tạo điều kiện để thầy Thanh đi giới thiệu cái vườn thuốc của cha. Vườn thuốc của cha, những cái thuốc quý mà hỗ trợ chữa bệnh nan y, đặc biệt là bệnh ung thư. Nhưng mà vừa rồi thì cái máy quay nó bị hết pin, phải quay bằng điện thoại, cái chất lượng thanh không có rõ. Hôm nào đó thì xin phép cha giới thiệu lại cho con để cho quý vị khán giả được biết đến cái vườn thuốc của cha, cái vườn thuốc đó. Rồi bây giờ con hỏi câu đó đó phải không? Dạ thì xin phép thôi. Đây là bây giờ cha nói liền, cha nói liền đây nè. Bây giờ cái vườn thuốc này là cái vườn thuốc núi. Cái vườn thuốc này là nó đặc biệt là chưa có chỗ nào trồng giống như cha. Là cha trồng cha ở đồng bằng mà cha trồng y như ở trên núi vậy đó. Cha đổ đá lên trên đó, đổ cát lên trên đó. Vậy thì bây giờ 1 phút 30 giây, cộng đồng mạng này không hiểu đâu. Bây giờ lát nữa thầy Thanh
dẫn con đi giới thiệu cho đàng hoàng, âm thanh ánh sáng rõ ràng, nói cái nào ra cái đó, lá thuốc này sao, đất này sao, đá này sao, trị bệnh như thế nào, uống vô ra làm sao, kết quả đi chết hay kết quả đi sống, nói đàng hoàng một lần cho cộng đồng ta biết, để người ta không có hoang mang, người ta không có nghĩ bậy nghĩ bạ, người ta phạm tội, con hiểu không? Cha không muốn người trên cộng đồng mạng người ta comment lộn xộn, mà mình không muốn cũng không được, vì chúng nó là như thế, chúng nó là như thế, thế nè. Vậy thì cha mong rằng lần này họ sẽ hiểu để họ bớt nó lộn xộn lại hơn, để mình cứu người nha. Vậy thì lát nữa thầy Thanh dẫn anh Dũng này đi giới thiệu từng chi tiết một và nói rõ ràng từng tiếng một, nói ít hay nói nhiều điều đó không quan trọng, nhưng nói cái nào giá trị cái đó, và cây thuốc này nó từng chữa bao nhiêu ca, bao nhiêu bệnh, bệnh gì, bệnh chữa bao nhiêu tháng, chữa bao nhiêu ngày, chữa bao nhiêu năm, kết quả làm sao, hết bệnh về như thế nào, và nếu không còn bệnh thì như thế nào. Nói rõ ràng, cha muốn các thầy nói như vậy, con thấy được không? Dạ, dạ. Còn cha thì không có thời gian để nói. Dạ, dạ, dạ. Mà nói đúng ra các thầy nói còn giỏi hơn cha nữa. Cha tin chắc là như vậy. Dạ. Bởi vì gà mình nuôi mình biết không? Phải không? Không mà gà mình nuốc bội hết rồi mình dạ, biết. Cảm ơn cha. Rồi rồi vậy ha. Dạ, dạ, okay. Dạ, rồi thôi mình đứng lên đọc kinh. Dạ, rồi rồi. Xong, 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 xong. Cha mời con. Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đồng ở đây. Con là cũng là kiểu thạch đỏ ở Thủ Đức. Nhưng mà khi con tới đây thì con không có mọc. Nhưng mà khi con tới đây con không có mọc thì bước đầu là không có được cho chấp nhận. Nhưng mà con thấy vấn khởi là một cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Thì con thực tâm mà con khi mà con tới đây rồi thì con sẽ về nói với lại cái địa phương của con. Vì ở đây con nói thật là cái địa phương của con á, thì tất cả những người đó tốt chứ không phải là không, nhưng mà không hiểu được thầy. Là lý do là người ta nghĩ là tại sao có người mà phải xách một cái mộc ở cơ quan để mà đi. Đó, thì là mộc ở cơ quan của địa phương con á là không cho đi ra khỏi cơ quan. Mà con cũng vận động các kiểu, tức là con cũng luồn lách, nhưng mà luồn lách tới đây cũng là không xong. Đó, nhưng mà là con cũng cảm ơn thầy là thầy cũng mở ra một cái hé ra một cánh cửa để mà con cha con xin lỗi là hé ra một cánh cửa mà để con chui qua. Thì ở đây là con trước nhất là con cảm ơn thầy, sau là cảm ơn anh Dũng là cũng nhờ cộng đồng mạng mà cái người địa phương con biết tới anh Dũng và đi tìm con để mà lên tới đây. Và cái nữa là cảm ơn một cái anh này thật là tốt, không có anh thì cũng con cũng không làm được việc luôn. Đó, nhưng mà ở đây là con muốn nói lên một cái vấn đề là khi con ngồi ở đây thì con nghe được, khi mà con đi thì con cũng phân vân là không biết chữa như thế nào mà hết ung thư. Con nói thật với thầy, chồng con cũng mới mất mấy mấy tháng vì ung thư gan. Thuận quá. Dạ, thì con biết thầy trễ, nhưng mà con cũng vì một cái gia đình thân nhân ở đây là cũng là ở trong địa phương của con. Khi mà con nghe như vậy thì con trăn trở dữ lắm. Con tìm mọi cách để mà con đi tới đây với thầy. Cho dù là trong tay con không có được cái mộc đó, và con cũng biết rằng là không có một cái mộc đó thì thầy không được nhận. Nhưng mà con vẫn quyết chí đi đến đây để mà thỏa cái lòng của con, là con vừa không biết là người này có hết không, nhưng mà nhiều khi cái tinh thần, cái liều thuốc tinh thần sẽ là làm cho họ được chống chọi, và có thể đâu là nhờ thuốc cháo nano của thầy mà cũng sẽ là biết đâu là qua khỏi, đó là một kỳ tích. Đó, thì ở đây con muốn nói là tóm lại là con sẽ về nói lên địa phương của con là cái cách nhìn nên nhìn lại. Đó, cái cách nhìn nên là nhìn lại, và con sẽ vào cái mạng của anh Dũng mà để mà con về để mà con tuyên truyền, con tuyên truyền cho những người mà ở địa phương con đều biết. Thành thật cảm ơn các thầy, và con cũng cảm ơn tất cả những cộng sự, như là nãy thầy nói là cái tuổi thanh xuân thì không bao giờ lấy lại được. Mà các anh các chị đây là sẵn sàng bỏ tuổi thanh xuân để mà giúp đỡ cho cộng đồng, thì có con nghiêng mình, và thực tấm lòng của con là phải nói là kính cẩn cảm ơn các anh các chị đã mà có tấm lòng từ thiện nhân ái mà lo cho cộng đồng. Thành thật cảm ơn. Cha cũng bái phục họ, nhưng mà cha nói cho con nghe nè, không phải cha khó. Dạ, nhưng mà rồi. Con là người làm chức quyền, con biết cái gì cũng ra cái đó, đúng không? Dạ. Mà cha đã hợp đồng với các nhà khoa học Hà Nội, với văn phòng trung ương đảng, với chính quyền địa phương, cha không thể làm ngược lại được. Cha làm sai, cha đéo tù sao? Dạ, nhưng dạ, ngược dạ. lại, cha tìm cái để cho con làm tròn cái bổn phận con. Cha nhờ cái ông này. Vậy thì đâu có gì đâu.
Dạ cha bảo đảm với tụi con dắt mọi người đến đây chữa bệnh, tụi con về bình yên vô cùng tổ quốc ta. Dạ. Không ai làm khó con được hết nha. Dạ. Rồi. Con muốn nói thêm gì nữa đâu không? Thì cũng như hồi nãy con ngồi đây là con cũng hiểu là nếu mà cha không làm như thế thì cái chỗ này không thể nào á mà chứa được hết đó. Không chứa nổi. Vâng, thành ra là cách làm của cha nó đúng chứ không sai. Không sai được đâu. Mà cũng không có biết người nào mà chữa nữa con. Dạ. Gì đâu mà lát trời con ung thư lát tới. Không có làm sao được hết. Không ăn ngủ được luôn. Rồi ha, vậy chúng ta nghỉ ha. Dạ. Nhân danh cha và con và sáng danh đức chúa cha. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho các bệnh nhân nơi đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tất cả mọi người hãy nghe lời các thầy mà chữa bệnh nha. Cha cảm ơn các người dắt về chính quyền chữ thập đỏ. Cảm ơn Sư Dũng nha. Còn các bệnh nhân nghe lời các thầy để được cứu mạng nha. Giờ không nghe ai nữa hết. Bây giờ nghe lời mấy ông thầy khi sống lời tính sao. Rồi cứ vậy mà làm thôi. Nghe lời, ok.